Tử vi thứ 6 ngày 28 tháng 4 năm 2017 của 12 con giáp. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Sửu gặp ngày Dậu, tam hợp giúp bạn thu nạp tiền tài, làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Còn các con giáp khác sẽ chờ đón điều gì? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Xem bói tử vi thứ 6 này, người tuổi Tý phạm cục diện tứ hành xung, công việc gặp nhiều khó khăn, tinh thần thiếu tập trung nên làm việc cũng không được hiệu quả. Lý do chính ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của bạn là chuyện tình cảm lên xuống thất thường. Bạn và người ấy khi yêu đương nồng nhiệt, lúc hờ hững vô tình, đối phương dường như đang tung hỏa mù khiến bạn không nhìn rõ tương lai. Những lúc như vậy, đừng quá tin vào điều mắt thấy tai nghe, biết đâu người ấy đang thử thách lòng kiên nhẫn và tình yêu của bạn. Hãy bình tĩnh và cảm nhận bằng trái tim mình, bởi phàm những thứ tốt đẹp và quý giá trên cuộc đời này thường khó có thể nhìn thấy bằng mắt hay nghe được bằng tai. Đừng để hiểu lầm làm bạn đánh mất mối lương duyên. Sao thiên ấn chiếu rọi, bạn là người đa tài đa nghệ, nếu tìm tòi học hỏi chuyên sâu thì chắc chắn sự nghiệp sẽ nhanh chóng có nhiều khởi sắc. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, tị. Tử vi tuổi Sửu. Theo tử vi, hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Sửu gặp ngày Dậu, tam hợp giúp bạn thu nạp tiền tài, làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Chuyện kinh doanh đang trên đà phát triển, bạn gặp được nhiều điều may mắn, nắm bắt được thời cơ hiếm có để thu hút khách hàng. Với người làm công ăn lương, thứ 6 này bạn sẽ nhận được lời khen ngợi và tán thưởng của cấp trên. Công việc được giao đúng với sở trường của mình nên không gặp chút khó khăn nào cả. Tuy nhiên, thiên tài cản trở nên cũng có chút chuyện rắc rối nho nhỏ, nên biết kiềm chế cảm xúc, đừng quá tự tin mà dễ thành kiêu ngạo, khiêm nhường sẽ khiến người khác khâm phục bạn hơn. Ngày kim thổ ngũ hành xung khắc, bạn thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, công việc là chuyện cả đời, sức khỏe là điều đáng quý, nên nghỉ ngơi phù hợp, tránh lao động quá mức độ. Con số may mắn 2, 10, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, giờ màu sắc cát tường, vàng, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Xem bói tử vi tuổi Dần, con giáp này hôm nay gặp nhiều sóng gió về chuyện tình cảm. Bạn vốn là người lý trí, song đứng trước tình yêu, trí tuệ không còn nghĩa lý gì nữa. Bạn dễ ngã lòng, yêu đương mù quáng, không quan tâm đến hậu quả tốt xấu ra sao. Bản mệnh gặp phải kiếp tài, nếu bạn đã lập gia đình thì vợ chồng có chút xung khắc nhỏ. Bạn có phần cố chấp và độc đoán, luôn luôn muốn người kia tuân theo ý mình. Hễ đối phương tỏ ý không vui hay phản kháng thì ngay lập tức bạn bị phù đầu. Vợ chồng cần thấu hiểu và thông cảm cho nhau, dù ngoài xã hội bạn có hô mưa gọi gió thì về nhà cũng nên tôn trọng bạn đời để cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc. Người tuổi Dần thứ 6 này, công việc thuận buồm xuôi gió, sao nguyệt giải nâng đỡ nên những quyết định bạn đưa ra đều khá đúng đắn và được mọi người tán thưởng. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, xanh, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mùi, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Mão Dậu tương xung, báo hiệu một ngày không mấy tốt lành cho người tuổi Mão. Xem bói tử vi thứ 6 ngày 28 tháng 4 năm 2017, người sinh năm Mão có họa đào hoa. Đôi khi, được quá nhiều người yêu mến và theo đuổi cũng không phải là chuyện tốt, nhất là khi bạn đã có chốn, nương tựa. Nữ giới trẻ trung xinh đẹp, nam giới phong độ hào hoa, chẳng có gì lạ khi bạn lọt vào mắt xanh của những người khác giới. Điều đó dễ khiến cho nửa kia nghi ngờ tình cảm của bạn, sợ rằng trong phút yếu lòng bạn sẽ vấp ngã vào vòng tay của kẻ khác. Hãy tìm cách thể hiện tình cảm và củng cố niềm tin cho người ấy đi nhé. Công việc của bạn gặp phải trở ngại không phải do bản chất công việc khó khăn hay bản thân bạn không có năng lực, nên cẩn trọng hơn, có thể bạn bị đồng nghiệp chơi xấu, hãm hại để cản bước đường thăng tiến. Họa kiếp trùng trùng, song đừng quá lo lắng, mọi chuyện không quá nghiêm trọng như bạn nghĩ. Sao thời đức xuất hiện, gánh đỡ kiếp nạn cho người tuổi Mão, bạn có thể gặp may mắn bất ngờ, có những nguồn thu ngoài mong đợi. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, xanh, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Thìn Dậu hợp kim cục. Theo tử vi ngày 28 tháng 4 năm 2017, bản mệnh nên thúc tiến việc kinh doanh, đẩy mạnh hợp tác làm ăn. Mọi chuyện đều diễn ra như những gì bạn suy tính, khả năng phán đoán nhạy bén và tài tình nhìn xa trông rộng khiến sự nghiệp của bạn ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chính tài dẫn đường, bạn có năng lực cũng như không gian để phát huy năng lực đó.
Chuyện tình cảm cũng không có gì phải lo lắng, càng ở bên nhau lâu, bạn và người ấy càng không thể sống thiếu nhau. Tất nhiên, bát đũa còn có lúc còn xô, không thể tránh khỏi cãi vã, giận hờn, song với cơ bản, hai bạn luôn yêu thương và coi trọng đối phương. Hôm nay, sao đại hao xuất hiện, tiền bạc có nguy cơ hư hao thất thoát, chớ phung phí tiền bạc, vung tay quá chán, chỉ vì một phút chốc bốc đồng. Con số may mắn, 1, 8, giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ hôm nay gặp cục diện tam hợp, tử vi thứ 6 cho thấy bạn có tài lộc dồi dào, người làm công ăn lương được nhận nhiều bổng lộc, người kinh doanh thu về những nguồn lợi khổng lồ. Bạn khéo ăn khéo nói nên rất được lòng mọi người, tài năng của bạn cũng là điều mà nhiều người khâm phục. Chẳng thế mà chuyện làm ăn hay công việc của bạn gặp nhiều thuận lợi, được bạn bè giúp đỡ, quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, hôm nay hung thần thương quan xuất hiện, bản mệnh nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Con người luôn phải giữ hình ảnh, càng phải giữ chữ tín. Nếu để tiếng tăm không tốt, mọi người đồn thổi chuyện xấu thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều điều, nhất là chuyện làm ăn sẽ dễ bị đổ bể. Kim hỏa tương khắc, gia đình lục đục bất hòa, vợ chồng khắc khẩu, tranh cãi vì những chuyện không đâu, nên bình tĩnh suy xét vấn đề, chớ để nóng giận làm mất đi lý trí. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày thứ 6, người tuổi Ngọ dường như đang đối diện với rất nhiều trở ngại. Bạn có rất nhiều ý tưởng và kế hoạch, xong đến khi thực hiện thì lại thất bại. May nhờ có thực thần soi đường nên bạn có phúc được quý nhân phò trợ, giúp có thêm nhiều nguồn thu nhập bất ngờ, nên thân thiện và cởi mở hơn để có thêm nhiều mối quan hệ. Đừng quá nhút nhát, hãy tự tin vào bản thân mình. Khi bạn tự tin thì bạn đã nắm chắc một nửa thành công trong tay rồi. Ngũ hành tương khắc khiến sức khỏe của bạn không được tốt, trời nóng mà ra vào phòng điều hòa nhiều dễ bị thay đổi nhiệt độ, dẫn đến đau đầu hay viêm họng. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý các bệnh về gan, nên đi khám tổng thể đều đặn để kiểm soát sức khỏe của mình. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Theo tử vi năm 2017 của 12 con giáp, ngày thiên tài chiếu soi, người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn bất ngờ. Bạn không quá để tâm tranh giành quyền vị, nhưng tài đức là thứ lộ lộ, không thể che giấu. Người tính không bằng trời tính, mọi điều đều đã an bài, cứ truy cầu nhiều thì lại chẳng được như ý. Ngược lại, tâm an tĩnh thì không cầu mà lại tự đắc. Bạn có phúc quý nhân, ra ngoài được nhiều người yêu mến và giúp đỡ, bạn bè tuy không nhiều nhưng đều là những người tốt và có tâm. Quý hổ tinh bất quý hổ đa, có một người bạn tốt để sẻ chia, mọi điều còn hơn là cả đám bạn hời hợt vô tình. Kim thổ tương khắc, gia đình bạn đang có chuyện lục đục, mọi người nghi kỵ lẫn nhau, niềm tin không còn vững chắc. Người một nhà lâm phải cảnh này là điều chẳng ai mong muốn, song nóng vội không phải quyết được lúc này. Hãy bình tâm xem xét nguyên nhân, diệt trừ cái xấu từ tận gốc rễ. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Tam hội cục nâng đỡ nên tử vi thứ 6 của người tuổi Thân khá tốt đẹp, cấp trên tin tưởng và trọng dụng bạn, có ý định đào tạo bạn thành tầng lớp kế cận sau này. Chuyện học hành, thi cử cũng thuận lợi, sao chính quan chiếu rọi, các thần giúp bạn vượt qua mọi gian nan, tuy cũng có lúc trắc trở, nhưng về cơ bản, nếu kiên trì thì mọi sự đều sẽ qua. Chuyện tình cảm hài hòa, hai bạn không có nhiều mâu thuẫn, cũng hiếm khi cãi cọ, có điều nếu không vừa ý thì nên nói ra, đừng chỉ giữ hòa khí mà nhẫn nhịn. Mặt biển tĩnh lặng nhưng ẩn giấu biết bao sóng ngầm, chớ dồn nén kẻo có ngày bùng nổ thì hiểm họa khôn lường. Thời gian vừa rồi bận rộn căng thẳng, sức khỏe của bạn cũng bị ảnh hưởng. Bạn nên cẩn thận kẻo bị đau lưng hay mắc các bệnh về cột sống. Làm việc nên chú ý nghỉ ngơi, thi thoảng đứng dậy đi lại, kéo giãn gân cốt. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi thứ 6 này, Dậu Dậu tự hình, bản mệnh tâm sự trùng trùng, bạn có quá nhiều chuyện phải suy tính, nhưng lòng tự tôn cao khiến bạn khó mở lòng, nhiều lúc không tìm được người tâm sự, tất cả đều phải dựa vào chính mình, áp lực khiến bạn đôi lúc muốn sụp đổ, đừng quá khắt khe với mọi người,
hãy mở rộng trái tim để sống thanh thản hơn. Công việc của bạn khá thuận lợi, bạn đặt ra mục tiêu cho mình và quyết tâm phấn đấu để đạt được mục tiêu ấy. Nhiều người gặp trở ngại thì dễ nản lòng, song với bạn, khó khăn chỉ làm cho bạn có thêm ý chí để cố gắng nhiều hơn nữa, sao đại cát nâng đỡ, hãy giữ vững tinh thần, thành công không còn xa nữa. Sao thất sát chiếu mạng, người tuổi Dậu dễ mâu thuẫn với người khác, nên kiềm chế bản thân, chớ kích động quá mức, hại mình, hại người, cẩn trọng kẻo gặp họa huyết quang. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, bạc, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Dần. Tử vi tuổi Tuất. Người tuổi Tuất đang mừng vui vì cơ hội thăng tiến trong công việc đang ngày một tới gần. Những nỗ lực và cống hiến của bạn trong suốt thời gian vừa qua đã sắp đến ngày hái quả, nhận được những ghi nhận như mong đợi. Sao chính tài xuất hiện, vận tài lộc hay công danh của bản mệnh lên phơi phới. Song người tài thường hay bị ghen ghét, đố kỵ, có tiền cũng quá hoang hoang, có quyền cũng đừng nên áp đặt. Kẻ tiểu nhân đang rình rập để lợi dụng thời cơ lật đổ vị trí của bạn. May nhờ sao thời đức nên vận hạn được nhẹ đi rất nhiều. Bạn và người ấy đang có chút hiểu lầm, bạn mải mê với công việc, không dành đủ thời gian cho người yêu, bạn bỏ lơ tất cả, chỉ chú ý đến cơ hội thăng tiến sắp tới, nên cân đối thời gian, đừng vì công việc mà để người yêu cô đơn, lạc lõng giữa cuộc tình. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Theo tử vi ngày 27 tháng 4 năm 2017, người tuổi Hợi không gặp nhiều điều tốt lành, song vận mệnh xoay chuyển, thứ 6 này bản mệnh được chính ấn chiếu rọi, yên tâm bình an hưởng phúc. Sự nghiệp ngày càng phát triển, có vẻ hướng đi mà bạn chọn là đúng đắn, bạn cảm thấy vui vẻ và hứng thú với công việc, không phải chịu quá nhiều áp lực nên thoải mái phát huy hết năng lực và sức sáng tạo của mình. Mối quan hệ tình cảm của bạn đang tiến triển rất tốt đẹp, những buổi hẹn hò lãng mạn, những ngày cuối tuần hạnh phúc bên nhau khiến tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn. Ngày trực chấp nên cẩn trọng khi làm những việc liên quan đến tiền bạc, chớ hấp tấp vội vàng quyết định dễ bị hao tổn tiền của. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.